Xin chào cả nhà, đây là con chick gen 7 lại tiếp tục giao cho một anh trai ở Long Thành, Đồng Nai. Em này thiệt hại vào hơn 60 củ một chút. Con này thì build cho anh đấy cấu hình khá là cao, đồ đạc cũng như trên xe khá là chất luôn. Con này thì như các con này may build cho khách hàng, bởi vì khách hàng chơi gúp điện nên giá thành nó sẽ cao hơn gúp cơ một chút. Thì em lên cho khách con này là nó đắt, hai lý do. Thứ nhất là cặp bánh này, tiếp tục là đùm ceramic của Đài Loan nhá. Và group full group Shimano 105 7170, group này là group điện dầu nhá, nó đắt hơn cái group mà 7170 cũng là group dầu như cơ thì nó đắt hơn, bởi vì group này group điện dùng sẽ sướng hơn này, lên số xuống số, lên số bấm này và xuống số bấm này rất là tiện luôn, rất là nhẹ và khá là thông minh, anh em chơi xe thì đều thích rồi. Dây cuốn vẫn là dây cuốn Shimano Pro, dòng dây cuốn này thì em khá là tin dùng hay ưu tiên là lắp cho các anh chị, bởi vì cái tay lắm nó rất là êm, cầm cảm giác cầm rất là sướng. Khách hàng này cần lắp thêm đèn này, độ thêm đèn trước siêu sáng 1200 lumen của Magic Sign này, và đồng hồ mặt màn hình thì siêu lớn này của Cycleflirt. Con đồng hồ này em phân phối ở tại Việt Nam nên anh em khi mua ở đây được bảo hành trong 1 đổi 1 trong 6 tháng không lo nhé. Anh em mua ở ngoài thì sẽ không được bảo hành thì sẽ rất là rủi ro. Con đồng hồ này màn hình nó lớn này vì vẫn rất là rõ nhìn, và nó sử dụng sóng vệ tinh, vì vậy là chúng ta không phải làm châm năm trước gì cả. Đấy, và khung check thì chúng ta không hề nói nhiều rồi, khung này thì thiết kế rất là đẹp luôn đấy. Khí động học này, có một cái lỗ ở gầm này trông nhìn rất là lạ, rất là dị, chính là khí động học nhá. Đó, và full group 105 7170, đùi đĩa 105R7100, gạt đĩa là 105R7170, củ đề sau cũng là 105 7170, nip 12 tầng 1134. Nip này thì đợi bới đây, nó thiết kế nip khá to cho anh em đi off road, đi đường trường được, đi đường đèo anh em thích leo đèo là không phải thay nip như ngày xưa nữa. Và xích cũng là xích 105. Con này thì khách hàng chơi lốp là lốp Continental Gato Skin nhá. Lốp này lốp sản xuất tại Đức nên rất là bền. Con bánh này thì em lên cho khách là cặp bánh này cam 3 này, cam ná hẹ này, mà cam 3 này đùm là đùm của Hub Smith, đùm này rất là trớn và cây rất là to luôn, rất là đã luôn này. Nói chung là con bánh này thì em lên rất là nhiều rồi, rất là nhiều anh chị thấy cặp bánh này. Thực ra là một cái xe giáp đắt hay rẻ thì cặp bánh quyết định khá là nhiều. Nếu mà cũng là cái cặp bánh kiểu dáng như thế này, em thay bằng một loại đùm khác nó rẻ cho anh chị đến thường mấy triệu lên, anh em sẽ giá xe nó build rất là nhiều loại giá. Quan trọng là đồ lắp trên đấy là gì. Và em lên cho khách quả yên 3D của Rbantahi mẫu mới này. Con yên này nhìn thiết kế khá đẹp và đang rất là chuộng, bán khá là chạy, giá thì khá là hợp lý luôn. Đây là con xe thì đã build hoàn chỉnh cho khách hàng, chắc chắn là đều có bê đan hết, do là em lắp đi tỉnh em ngại lắp bê đan vào, lắp vào lại phải tháo ra thôi. Đấy, và xe đầy đủ độ đồ chơi, đèn đèn đóm đằng trước đằng sau, nói chung là đều đầy đủ đèn. Đây là em lên đèn cho khách lắp thôi, đèn sau rất là đẹp luôn nhá. Đây đèn sau đây này mọi người này, đấy đèn sau độ rồi này. Con đèn này của Magic Sign, con đèn này thì rất là sáng luôn và rất là thông minh, nhiều chế độ luôn. Con đèn này nó còn có cái chế độ kết nối, một trong đoàn xe có nhiều người dùng đèn này, nó có thể kết nối với nhau rất là hay luôn nhá. Mẫu đèn này thì khá là chạy ở bên nước ngoài. Đây là xe đã lên hoàn thiện cho khách. Trước khi gửi cho khách thì em sẽ quay qua cho khách xem qua về cái xe mình. Và các anh chị đang có nhu cầu build xe, anh em thích build xe như nào thì nên em lương em sẽ tư vấn và user cho anh chị có xe như thế nhá. Cảm ơn mọi người.